Xin chào, lại là Hạnh Nguyên đây. Đây là một tấm hình mà Hạnh Nguyên rất là thích, mặc dù là chưa có gương mặt mình ở trên này, bởi vì tấm hình này là chụp được khá là lâu rồi. Vì sao thích? Bởi vì các gương mặt của mỗi thành viên của DS Việt Nam đều đang rất là vui vẻ và cười rất là tươi. Thực chất là như vậy, ở đây chúng tôi có một cái môi trường làm việc vô cùng vui vẻ và luôn luôn muốn truyền tinh thần vui vẻ, lạc quan cũng như là sự chia sẻ nhiều nhất đến với cộng đồng CCTV. Các anh em, đặc biệt là những người làm Dahua. Thật ra thì trong môi trường làm việc, trong khoảng thời gian làm việc mỗi ngày thì cũng sẽ có rất là nhiều sự chia sẻ mà mong là khi nói ra sẽ được đồng cảm của tất cả các anh em. Thì series này thì sẽ được mang tên là DSS Confession. Hải Nguyên cũng sẽ cùng mời những người anh em đồng nghiệp của mình sẽ có một vài chia sẻ về nghề, về những niềm vui, về những nỗi buồn cũng như là những điều cần nói ra, thì đó sẽ là nội dung mà DS Confession mang đến. Hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh chị. Đi thôi. Thật ra thì mỗi một ngày thì chúng tôi thường nhận rất là nhiều những câu hỏi mà đôi khi các anh chị thường thấy rất là nổi cáu, là bởi vì không biết sao mà DS support rất là chậm và có rất là nhiều vấn đề. Vì vậy, confession đầu tiên thì sẽ được dành cho đại diện của team kỹ thuật của DS, và chắc chắn là họ cũng sẽ có rất là nhiều chia sẻ. Mong anh em CCTV đồng cảm. Hoàng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng, là kỹ thuật viên của công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Thì như chị Hạnh Nguyên vừa chia sẻ, đó là đã có những thời điểm khách hàng rất phàn nàn về team kỹ thuật hỗ trợ khách rất là chậm. Thì mình cũng xin chia sẻ đây, đây là phòng kỹ thuật và đây mọi người đều đang hỗ trợ khách hàng, đang tất bật hỗ trợ khách hàng và có rất nhiều cuộc gọi mà chúng tôi không thể nghe. Tôi xin chia sẻ thêm là đôi khi có những trường hợp mà khách gọi đến quá nhiều và chúng tôi đang mất quá nhiều thời gian đang hỗ trợ những trường hợp khó, trường hợp không thể hỗ trợ kịp, và cũng rất mong là anh chị thông cảm và chúng ta có thể liên hệ lại với phòng kỹ thuật sau, có thể là không phải ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Điều gì em tâm đắc nhất khi ở vị trí của một kỹ thuật viên của công ty đấy đấy? Điều mà khiến em tâm đắc nhất và khiến em vui nhất đó là những cái lúc mà mình hỗ trợ được cho khách hàng, được khách hàng cảm ơn. Đã có rất nhiều khách hàng sau khi hỗ trợ thành công thì các anh đã bảo là em có thể gửi số tài khoản hoặc là gửi cho anh xin số điện thoại để anh gửi thẻ điện thoại. Đấy cũng là một cái động viên cho anh em kỹ thuật làm việc. Rồi, có nhận không? Em xin hết ạ. Đó là sự chia sẻ của Hoàng, một bạn kỹ thuật viên. Mà mình đã biết rồi thì chúng ta sẽ gặp một chàng trai khác, đó là Đức, cũng đến từ phòng kỹ thuật của DS Hà Nội. Điều gì khiến em vui vẻ nhất khi đến văn phòng DS mỗi ngày? Xin chào các bạn, mình là Đức, kỹ thuật hỗ trợ của công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Cũng có một vài cái chia sẻ về cái vấn đề, đó là nhiều khi khách hàng gọi điện đến thì bọn mình không hỗ trợ được kịp thời. Điều đầu tiên rất là mong là quý khách hàng thông cảm. Lý do mà thì cũng rất là mong muốn các khách hàng có thể hiểu cho bọn mình một phần, bởi vì lượng khách hàng gọi đến rất là đông. Điều mà cảm thấy mình vui vẻ nhất mỗi khi đi làm đó là mình hỗ trợ được khách hàng kịp thời, giải quyết được vấn đề của khách hàng, làm sao một khách hàng thuận tiện nhất. Mong muốn bộ phận của mình là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, thế nên là chúng mình sẽ làm hết tất cả những gì có thể làm được trong khả năng để xử lý từ xa cho khách hàng. Những trường hợp nào mà ngoài khả năng xử lý bọn mình thì bên mình bảo khách hàng về bảo hành thì rất là mong quý khách hàng thông cảm. Thật sự là không muốn khách hàng phải bảo hành đâu, nhưng mà ngoài khả năng của mình thì chịu thôi. Thật ra thì việc hỗ trợ kỹ thuật cùng với các bạn nam đã là một khó khăn rất là lớn. Vậy thì với các cô gái thì khó khăn đó sẽ càng lớn hơn rất là nhiều. Điều gì khiến em cảm thấy ấm ức nhất khi mà các anh gọi điện thoại cho em? Điều gì làm em ấm ức nhất và em muốn giải bày lúc này? Nếu mà là em thì nhiều khi đang nghe khách hàng gọi, anh ấy bảo ô này là cặp kỹ thuật nữ à, đấy kiểu không tự nhiên cảm thấy không vui thôi. Có muốn nhắn gửi gì cho các anh không? Nói sao? Em mong là các anh hãy tin tưởng
cao kỹ thì được bên em. Đúng rồi. Chỉ cần thế thôi. Thấy người ta nổi rồi kìa. Em nghĩ đâu là khó khăn nhất của một kỹ thuật viên nữ khi mà chúng ta tư vấn cho anh em CCTV mà toàn là nam thôi? Cái khó khăn đầu tiên em sẽ nói đến kiến thức của bọn em, và đầu tiên đó là kiểu con gái mà đi làm kỹ thuật thì mọi người thường sẽ là không tin tưởng lắm. Bọn em thì cũng cố gắng từng ngày và học và vừa hỗ trợ cho khách hàng, thì cũng mong là mọi người sẽ tin tưởng bọn em hơn để bọn em ngày càng tiến bộ hơn và hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Giỏi lắm Hiếu ơi. Em cảm thấy như thế nào khi là một kỹ thuật viên của công ty DDS khi em chỉ mới bắt đầu công việc này trong vòng có vài tháng thôi? Thì sau vài tháng làm việc thì em cảm thấy là khi giúp đỡ mọi người thì mình cảm thấy trưởng thành hơn, đem những kiến thức mình đã có hoặc là được học thì sẽ giúp mọi người rất là vui vẻ. Cảm ơn em, chúc em luôn luôn vui vẻ với Việt Nam.